Hello mọi người. Bây giờ là 5 giờ kém 10 sáng ngày mùng 2 Tết. Hôm nay làm cái tour Tết nha mọi người. Sáng nay định đi sớm nhưng mà mình nghĩ chạy sớm rồi buồn ngủ thì ghé vô ngủ thì nó cũng dậy thôi. Thôi mình ngủ cho đã rồi dậy đi luôn. Đây là xuất phát hơi trễ. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi. Đây là tượng đài chiến thắng thành phố Long Khánh. Tại vì là 5 giờ sáng thì Tết mà chắc cũng vắng. Hai Tết nên là thời điểm này chứ cũng không có nhiều người ra ngoài đâu. Mình mấy tour trước đó, mình toàn là đi tầm 2 giờ sáng không à, nhưng mà sau vài lần đi tour đó, thì mình thấy là 2 giờ sáng đi thì nó có lợi hơn một chút là đường nó sẽ vắng hơn, vì cái khúc Đồng Nai mình đó, thì đường quốc lộ 1 sẽ rất là đông và đường nhỏ mọi người. Nhưng mà có một cái là nếu mà cái đêm đó mà mình ngủ ngon á thì 2 giờ sáng đi sẽ rất là khỏe, mình sẽ chạy được tới khoảng chừng 7-8 giờ sáng thì mình mới buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà đêm đó mà mình bị mất ngủ thì mình sẽ chạy xe nó rất là mệt, và lúc đó trời lạnh mà mọi người biết á, người mà mệt á và gặp trời lạnh nữa là nó đuối lắm. Là mình cảm thấy là tầm chạy khoảng chừng 2 giờ mình đi thì tầm 3 giờ mấy là mình đã bắt đầu buồn ngủ rồi, mình sẽ phải ghé vô mình ngủ rồi. Thì mình ngủ nó mất tầm 1 tiếng đồng hồ, thì như vậy thì nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì nhiều hết, nó chỉ giải quyết được vấn đề là khúc đông xe thôi. Nên là bây giờ bắt đầu mình sẽ quyết định là mình sẽ không có đi vào cái giờ đó nữa, mà mình sẽ bắt đầu từ 4 hoặc 5 giờ sáng. Thì cái thời điểm 4 hoặc 5 giờ sáng là cái thời điểm mà khỏe nhất, tại vì bình thường thì mình cũng đã thức dậy giờ đó rồi nên là nó sẽ không bị buồn ngủ á. Thì đổi bù qua sát lại thì nó cũng vậy thôi mọi người. Có thể là mình đi 5 giờ thì nó sẽ trễ hơn tầm 1 tiếng gì đó, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đâu, 1 tiếng thì cũng không có nhiều. Nhưng mà đổi lại là mình chạy xe nó tỉnh táo thì nó sẽ không nguy hiểm mọi người, chứ chạy xe mà buồn ngủ là rất là nguy hiểm. Mọi người cân nhắc cái chuyện mà đi tour mà đi quá sớm nha, tại vì nếu mà mọi người đi đoàn thì không phải ai cũng có sức khỏe giống nhau, nên là mình tốt nhất là mình đi nó cận sáng chút thì thể lực mình nó dồi dào, sức khỏe mình nó có thì mình chạy xe nó sẽ an toàn hơn. Chuẩn bị rời khỏi Đồng Nai vô Bình Thuận mọi người. Đây là ranh giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận nha. Hiện tại là bây giờ là 6 giờ kém 15. Mình chạy khá là chậm. Ranh giới hành chính tỉnh Bình Thuận nha mọi người. Bình minh đó, nên là cái ánh sáng mặt trời cực kỳ đẹp luôn. Rồi mình không biết ở đây thì mình có thể là thấy được mặt trời mọc không, nhưng mà cái màu này mình rất là thích, quá đẹp. Thấy xe đèn chứ, mình không hiểu là bật cái đèn đó để làm chi. Giờ kém 20 rồi. Đây là cái vòng xoay ngay giữa thành phố Phan Thiết nè, mình quẹo phải thì sẽ vô thành phố Phan Thiết.
thì với 120 cây này mà mình chạy 2 tiếng đồng hồ thì tốc độ trung bình nó tầm 60 cây số đến giờ đó mọi người. Cái đồng hồ này hôm nay nó bị nhẹ, mình chạy có chút xíu nữa lên 80 90 rồi. Cho nên là đừng có nhìn đồng hồ ai cho mình chạy nhanh nha, thì mình chạy cũng bình thường lắm. Ở Phan Thiết rồi. Rồi tiếp tục thôi. Chắc mình chạy lên này nữa thì mình sẽ kiếm đồ ăn sáng. Ăn sáng rồi đổ xăng rồi tiếp tục đi thôi. Gió không chị luôn mọi người, ghê lắm ghê lắm, gió ớn luôn. Nước muối đẹp nha, này là khu Vĩnh Hảo được không? Giờ muốn bay cái xe luôn quá nhiều. Tới Cà Ná nữa mọi người, gió vừa rất gió giật 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 muốn xe cũng bay lên luôn. Bây giờ là 9:15 rồi mọi người, mình mới vừa tới thành phố Phan Rang, chạy khá chậm do có phút đó bắt đầu là đường thấy đường nó khá đông nữa, xe hơi nhiều lắm, xe máy thì ít nhưng mà xe hơi thì rất là nhiều. Không biết là mưa to không, nhưng mà chắc chắn là mưa rồi đó. Hy vọng là mưa không có nhiều rồi. Chứ nếu mà giờ này mà bắt đầu đi ra mà mưa bắt mưa là lâu tới lắm luôn á mọi người. Hy vọng là miệt ngoài đó đỡ đỡ qua cái khỏi cái dãy núi đó, không biết là còn mưa không, mà tương lai là sẽ mưa đó. Đó, hy vọng qua cái dãy đó thì trời sẽ quang lại. Hết mưa mọi người, dừng lại mình nè, mình cởi áo mưa mình chạy nó lùng bùng quá, nhưng mà mình lấy cái bao tay ra. Tại bình thường á, nếu mà trời mưa là mình sẽ không có đeo bao tay, tại nếu mà cái bao tay á nó ướt á thì thà cái tay mình nó ướt không, nhưng mà có cái bao tay mà nó ướt nữa thì nó lại lạnh dữ lắm.
hy vọng ra ngoài kia sẽ không mưa nữa, mà mình nghi là cái khúc Bình Định Quy Nhơn là sẽ Quy Nhơn Bình Định đó là sẽ mưa đó mọi người. Tại năm nào mình đi thì cũng bắt mưa khúc đó hết. Hiện tại là 10 giờ 25 rồi mọi người. Mình mới tới thành phố Cam Ranh thôi. Nhưng mà tiến độ thì cũng ok đó, không đến nỗi chậm đâu mọi người. So với mấy cái đợt trước thì cũng khá là ổn. Nó không có nhanh hơn thôi, nhưng mà nó không có chậm hơn mọi người. Mặc dù là mình đi trễ hơn một tiếng rồi. Nếu mình dự đoán thì qua cái dãy núi đó thì trời đã bắt đầu nắng lên lại rồi mọi người. Và mình không thấy dấu hiệu mưa tiếp tục đâu. Hy vọng là nó sẽ nắng giờ tới chiều. Kiếp nạn đi tour Tết Nguyên Đán. Đằng trước có anh xe lắm, chạy ghê thì chết. Chạy ghê hơn mình nhiều. Mình giờ này nhét tay lắm, không dám chạy nhanh. Chứ tốc độ bình thường khi nào đường trống vắng quá thì mình mới chạy thôi, chứ mà đường có rủi ro là mình sẽ không chạy nhanh. Đèn mô tô trời tối thui sơ chót luôn, tới Nha Trang rồi mọi người ơi. Giờ là 11:15. Ở đây thì cũng chưa là nội ô Nha Trang đâu, mình chỉ đi ngang cái đường cái thành phố Nha Trang thôi. Ở đây cũng coi như là Nha Trang rồi. Rồi muốn Nha Trang thì xích lên muốn miếng nữa hoặc là quẹo phải mọi người. Hướng tay trái này thì sẽ đi Đà Lạt mọi người. Chuẩn bị mưa tiếp mọi người ơi, Đắk Lắk rồi. Đó, phía bên này là mưa là dữ lắm nha. Còn mà không biết là đi thẳng thì sẽ mưa to hay không. Nghe lắm luôn đó mọi người, không dám chạy luôn. Chạy nhanh là sợ thổi bay xe luôn. Đó. Mọi người thấy cái quy sạch đằng trước không? Người ta không dám chạy luôn. Thổi ở đâm đua xe luôn. Yeah. Rồi bây giờ bắt đầu vô đèo cả đây. Đèo cả dài 12 cây số.
thấy người ta leo dốc lên cũng không nhường cho người ta nữa, nhấp nhấp. Ở đây có mấy quán cà phê view cũng đẹp lắm nè mọi người, nhưng mà mình chạy cho kịp tiến độ. Mặt đường khá là xấu, một năm rồi mình mới quay lại đây mọi người. Đó, phía bên tay phải mình là biển, không biết mình quay vậy thì có thấy không ta. Mặt đường rượu cả xấu lắm luôn đó nha. Giờ mấy giờ rồi? Giờ là 1:05 rồi. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, 1:05 rồi mọi người. 1:05 mình đang ở trên đèo cả nha. Rồi cái nón bảo hiểm rồi đó. Đây có quán cà phê này cũng đẹp lắm nè, nhưng mà mình hôm nay không tiện uống cà phê nha. Mình đã tới địa phận Phú Yên. Hy vọng là mọi người sẽ thấy, tại vì mình chạy trên đèo quá nên là mình không có dám quay đầu nhiều, tại vì góc cua nhiều lắm. Đó, hy vọng là mọi người sẽ thấy được cái biển ở dưới. Đó, đẹp không mọi người? Lên hết đèo rồi thì xuống hết đèo này thì mình kiếm chỗ mình xịt sên với lại mình uống nước. Thì sáng ăn sáng khá trễ nên là giờ mình chưa đói đâu mọi người, khả năng là mình sẽ tới chiều thì mình mới ăn lại. Để cố gắng quay hết cái đèo, tại vì mình cũng không biết là phút nào đẹp nữa nên là mình quay hết thôi, rồi giờ mình cắt. Rồi, gió rất là nhiều, có xe nên mình nhường đường cho người ta chứ, mình chạy chậm á nên là mình phải nhường đường cho người ta đi lại. Gió gió kinh lắm mọi người, gió bạc bạc xe luôn á, mạnh lắm luôn á.
thời tiết này thì chạy xe nó khá khỏe mọi người, cứ như vậy chạy xe khỏe lắm. Có thể là mưa một chút cũng được, không sao, nhưng mà chỉ có điều là quay phim thì không được đẹp thôi. Nhưng mà mình chạy xe thì mình rất là thích cái này, chạy xe thì mình rất là thích thời tiết kiểu này, tại vì chạy xe nó không có bị đuối mọi người, khỏe lắm. Sáng giờ quay chưa được tiếng đâu nên là thoải mái đi. Cũng thích chỗ đã check in rồi, giờ là đều cả là chỗ đáng quay rồi, xong rồi giống quay giống sáng giờ thôi, tới tỉnh nào thì quay tỉnh đập lên, tới tỉnh nào thì quay một chút về vậy thôi. Tại vì cung này giống như là cái này là giống như một cái video hành trình đó mọi người, không có chi tiết đâu nha. Mình cố gắng làm cái video nó ngắn á để cho mọi người tiện coi. Rồi nếu mà sau này có nhiều người thích thì mình sẽ làm video dài hơn. Chứ tại vì cũng không phải ai cũng có thời gian để ngồi đó coi một cái clip nửa tiếng, một tiếng xuyên suốt hành trình. Tại vì đa số thì cảnh vật đồ đường xá nó cũng tương tự nhau mọi người, chỉ có những chỗ đặc biệt thôi thì nó khác nhau thì mình quay thôi. Nếu mà dự là cái cung đường, tại vì cái cung đường mình về là mình đã từng đi rồi, nhưng mà đợt trước là mình bị lỡ cung, có nghĩa là mình mới đi một nửa cung thôi. Thì mình đã ra đường đẹp mình đi rồi, nên là đợt này mình hy vọng là sẽ đẹp để mình đi full cung. Nếu ví dụ như mà trời mà mình thấy thời tiết không thuận lợi đó, thì tại vì mình chủ yếu mình đi để mình quay phim đó, quay lại cái cảnh vật á, nên là nếu mà trời cứ mù thì khả năng là mình sẽ không có đi cung đó luôn, khả năng là mình sẽ ra Đà Nẵng xong mình quay về luôn. Mình hy vọng là phía bên Tây Nguyên sẽ nắng, nhưng mà hy vọng không nhiều lắm. Nếu mà trời mà mình thấy mà sương mù đồ nhiều quá thì mình sẽ đi cũng là đi đường trong Tây Nguyên, nhưng mà mình sẽ đi đường nó dễ hơn một chút. Mai vậy là quay đèo Hải Vân không có thấy gì luôn. Trời như vậy thì thời tiết như vậy thì khả năng là sương mù ở trên đèo Hải Vân rất là nhiều, và nhất là ra tới Huế thì sẽ không còn thấy gì, có khả năng là mưa nữa mọi người. Tại vì có một lần mình đã đi như vậy rồi, là mình mới đi tới nửa đường đèo Hải Vân là mình quay về tại vì không thấy đường. Khúc này là bắt đầu mình nói liên tha liên thiên rồi mọi người, nhưng mà cũng sắp hết clip rồi. Thì khi mà mình chạy xuống hết đèo cả, mình dừng lại mình xịt sơn á, thì mình kiểm tra mình thấy là cái gắp xe của mình nó có dấu hiệu bị xé mọi người. Và mình quyết định là mình quay lại liền. Lúc đó mình cũng chưa chắc là tình trạng của nó như thế nào, nhưng mà có dấu hiệu như vậy. Vì cái chỗ đó là cái chỗ mà hơi nguy hiểm á. Thực ra là mình cũng rất là tiếc cái cung này, mình cũng muốn đi tiếp lắm, nhưng mà mình không thể nào mà mạo hiểm được. Năm nay là mình đã lỡ hẹn với Đà Nẵng 2 lần rồi mọi người. Thì do tính chất công việc nên là mình không có giống như hồi xưa mà mình bất chấp mình đi được. Nên là để một dịp khác mình sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa, từ xe cộ đến công việc, thì mình sẽ thăm Đà Nẵng.
theo dõi clip của mình tới khúc này. À, chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc, ấm no, sức khỏe dồi dào. Hẹn mọi người ở những cái tour khác, mình sẽ còn rất là nhiều tour. Sau này mình sẽ quay lại tất cả cái hành trình mình đi, dù ngắn hay là dài á, để mình làm kỷ niệm. Và mong là mọi người cũng thích những chuyến đi như vậy. Nếu mà mọi người không có điều kiện đi hoặc là chưa sắp xếp được thời gian đi á, thì mọi người có thể theo dõi, ủng hộ những cái clip của mình.